Hai, Sang chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay thì Sang đang leo lên một cái cây rất là cao để cố gắng xem dò trong rừng này có sóng hay không, hoặc là có mạng 3G xong để Sang xác định xem vị trí của mình đang là ở chỗ nào ở giữa rừng. Tại vì như thế này, ngày hôm qua Sang với nhóc Dảnh á có đi vào rừng để thực hiện một cái thử thách 24 giờ trong rừng. Thử thách thì cũng đã làm xong rồi mọi người. Sang với Dảnh thì ngủ lại một đêm trong rừng, sáng nay thì hoàn thành thử thách và chuẩn bị đi về. Thì đi từ 8 giờ sáng. Bây giờ thì mấy giờ rồi anh? 2 giờ chưa? 2 giờ mấy rồi hả? Nhanh dữ rồi. Bây giờ đã là 2 giờ mấy chiều rồi mọi người. Nhưng mà Sang với Dảnh thì chưa biết mình đang ở cái đoạn nào và cái khu rừng này là cái khúc nào hết cả. Thường thì cái chặng đường ngày hôm qua Sang với nhóc Dảnh đi vào từ nhà vào cái chỗ làm thử thách á thì chỉ mất khoảng 2 tiếng đi bộ thôi. Nhưng mà đi từ sáng tới giờ Sang vẫn chưa biết cái đường ra ở chỗ nào, nên phải leo lên cái ngọn cây đây nè để xem, cố gắng là xem có sống hay không. Ngọn cây thì còn khá cao nên bây giờ Sang tắt điện thoại, cố gắng là leo lên tới trên ngọn luôn ha. Nãy thì Sang leo lên được một cái ngọn cây cũng khá là cao rồi mọi người. Từ chỗ Sang mà xuống tới chỗ nhóc Dảnh á thì nó cũng khoảng tầm 10 mét, hơn 10 mét gì đó. Nhưng mà trên đây thì vẫn không có sống, không có chút nào là sống hết cả. Giờ sao Dảnh ơi? Đi lên hết đồi nha. Đi lên đồi nha. Ở trên đây thì có một cái đồi khá là cao nè mọi người. Rất là cao luôn á. Tận tích 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 phía trên kia à. Có lẽ bây giờ Sang với nhóc Dảnh là cố gắng là mình leo hết cái đồi này để lên xem trên ngọn đồi á, Sang leo tiếp một cây nữa trên đó xem có sóng hay không, hoặc là trên đó có mạng 3G hay không, thì mình dò mạng để mình sẽ xác định vị trí mình ở đâu để mình đi về ha. Còn lỡ như mà trên đó đi lên trên đó mà không có sóng á, thì Sang sẽ đi hết cái đồi này xuống dưới kia để cố gắng là kiếm được một cái nguồn nước. Lỡ như mà tối nay Sang với nhóc Dảnh không kiếm được ra, vẫn mắc kẹt lại trong rừng á, thì mình sẽ có một cái nguồn nước mình tắm rửa nè, nấu cơm cho nhóc Dảnh nó ăn, rồi mình ngủ lại chỗ cái suối đó luôn, với lại là có cá có đồ ăn để mình ăn ở đó. Chứ bây giờ thì Sang với nhóc Dảnh này chưa biết mình đang ở đâu, với lại chưa biết cái khoảng rừng này là chỗ nào. Còn đây là cái khoảng rừng mà Sang với nhóc Dảnh đang bị mắc kẹt lại nè mọi người. Chỗ này thì Sang chưa đi qua bao giờ, cái chỗ này thì toàn là cây to không à, không có một cây tre luôn hả Dảnh? Cái rừng chỗ mình thì thường là đi một xíu là toàn là tre không mọi người, đâu có phải là cây to như vậy đâu. Nếu mà cây to như vậy là theo như Sang nghĩ thì Sang với nhóc Dảnh đã đi ngược hướng và đã đi vào tận tít rừng sâu rồi. Trong đây thì chỉ nghe tiếng chim hót thôi. Giờ đi lên đồi nha. Dảnh gom đồ đi. Bây giờ Sang với nhóc Dảnh Sang leo xuống đã, rồi mình tiếp tục đi lên đồi này. Giờ có lẽ là Sang với nhóc Dảnh là cố gắng leo hết cái đồi chỗ này ha, để hy vọng lên trên ngọn đồi mình sẽ có sóng 3G trên đó để mà xác định xem vị trí của Sang với nhóc Dảnh hiện tại là ở đâu ở giữa rừng nha. Rồi mình kiếm đường đi về. Còn không thì mình kiếm một cái nguồn nước ở trên đỉnh đồi đó, mình ngủ lại qua đêm thôi đi. Hy vọng là bên kia chân đồi sẽ có nguồn nước cho mọi người. Chứ Sang với nhóc Dảnh đi từ sáng tới giờ thì khu rừng chỗ này nó không có suối, không có nguồn nước gì hết cả. Giờ mình phải đi lên. Cũng may là cái rừng chỗ này nó không có gai hết anh. Không có gai là khó đi lắm. Có gai là không đi được luôn. Bây giờ tắt cái điện thoại là Sang phát đường cho Sang với nhóc Dảnh lên kia nha. Tại vì mọi người xem khu rừng chỗ này nè. Không có dấu đường mòn, không có dấu con người đi vào đây hết cả. Nên xung quanh đây là toàn là cây không à. Cây cối nó bịt bụi luôn. Nên mình muốn đi là mình phải dùng cái dao mình phát. Cái dao đây em phát cho Dảnh nè. Dảnh đi xa đi trước cho. Hả? Heo ủi hả? Khu này xa lắm rồi đó. Thôi đưa cái dao đây anh phát cho. Ui con heo nó ủi nát cây hết rồi. Thôi Dảnh ăn đi, nó buồn hả? Ăn đỡ cho đỡ đói đi. Nãy giờ Sang với nhóc Dảnh vừa mới leo lên được gần phía trên đỉnh đồi rồi mọi người, còn xíu nữa tới đỉnh đồi rồi. Sang thì ở đây có cây có dây leo này, Sang leo lên tận cái ngọn cây chỗ này để xem trên đây có sóng hay không. Nhưng mà trên đây thì không có sóng cũng không có mạng luôn nha. Cái nhiệm vụ kiếm sóng với cái mạng điện thoại thì bây giờ có lẽ là không khả thi rồi, tại rừng này chỗ này khá sâu, nên bây giờ có lẽ là Sang với nhóc Dảnh phải đi kiếm nguồn nước hả Dảnh? Giờ mấy giờ rồi Dảnh coi? 3 giờ rồi. 3 rưỡi rồi. Giờ thì cũng 3 giờ rưỡi rồi, nên có lẽ là bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái nguồn nước nè, với lại chỗ ngủ. Có lẽ là tối hôm nay Sang với nhóc Dảnh phải ngủ lại rồi. Nãy Dảnh dưới nghe tiếng hú không, có người hú không, mình không biết ai. Thôi đi. Sang không biết là mọi người đi rừng á, Dảnh đi trước đi, lên hết ngọn đồi đây đi rồi kiếm cái chỗ ngủ lại nè, kiếm cái suối để mình ngủ lại. Sang không biết là mọi người đi rừng ở đây á, hoặc là mọi người ở nhà mình có tin vào những cái câu chuyện mà tâm linh hay không. Còn riêng những người mà dân đi rừng kiểu như Sang với nhóc Dảnh, hoặc là những người dân đi rừng á,
thì người ta rất là tin nha. Sang thì vẫn tin đó mọi người. À, nhưng mà tối hôm qua Sang với nhóc Dảnh ăn cơm á, quên cúng phải không Dảnh? Quên múc một miếng cơm ra để ở ngoài á. Xong sáng nay về bị lạc. Thì khi nãy Sang leo lên cây á, thì nghe tiếng hú ở dưới hú. Sang hú lại thì Sang tưởng người thôi, hú lại thì không ai trả lời cả, im lặng hết cả. Thường thì ở chỗ Sang á, người dân khi mà người đồng bào khi mà người ta mất đi á, thì người ta sẽ mang vào rừng để mà chôn cất những người người đã mất ở trong rừng. Thì những cái ngôi mộ trong rừng á, đơn giản là chỉ để ra ba cái chén hoặc là một cái chum, một cái lu. Sau nhiều năm không có ai thăm viếng á, thì cái chỗ này nó sẽ bị lá cây nó đất nó đè nó lấp lại. Vô tình mình đi vào rừng mình không cúng kiến nè, hoặc là mình vô tình mình đi mình đạp phải á, thì mình sẽ bị đi lạc. Cũng có nhiều trường hợp bị đi lạc kiểu này rồi mọi người. Về thì phải cúng kiến này kia thì mới có người nhà phải cúng kiến thì mới thấy được đường ra. Sang hy vọng là Sang với nhóc Dảnh là không phải trường hợp đó. Chỉ là mình mất phương hướng thôi. Nên bây giờ trước mắt của Sang là không được hoảng loạn. Mình phải cố gắng là đi hết cái đồi này để kiếm được cái nguồn nước. Sang với nhóc Dảnh thì sẽ quay lại cái đoạn clip này để cho mọi người biết cái cách mà Sang với Dảnh đi ra khỏi rừng ha. Ở đây cái ngọn đồi này mà có một điều rất là đặc biệt luôn. Mấy cục đá ở đây rất là nhẹ luôn hả Dảnh? Những cái cục này là nhóc Dảnh nó nâng được luôn nè, rất là to luôn. Cục này thì khoảng tầm có mấy ký à. Không biết sao cục đá nó nhẹ đến như vậy luôn á. Nhiều à. Đó, cục đá to hơn nhóc Dảnh mà nó lăn một cái là rớt. Đó, rất là nhẹ luôn nha. Thôi cố gắng đi Dảnh ơi. Dảnh ăn đậu may không? May xong bột nè. Thôi khỏi đi ha, chặt mệt lắm. Thôi đi, đi qua kiếm nước trước đi. Anh chỉ sợ là không có nước uống thôi. Trong gùi thì còn ít nước. Thôi, cố gắng lên. Giờ tới 5 giờ chiều là phải kiếm được chỗ ngủ á. Khỉ kêu, ở đây có bầy khỉ nè, nó kêu gần sát bên đây luôn mọi người. Sang với nhóc Dảnh nãy giờ đi một cái đoạn khá là dài rồi, cố gắng là kiếm cho mình một con suối, một cái nguồn nước để cho hai anh em tắm này, với lại lấy nước nấu cơm. Nhưng mà cái khoảng rừng này mọi người xem bây giờ đang là mùa khô á, đi mãi kiếm được mấy con suối nhưng mà toàn là những con suối cạn thôi, không có một tí nước nào hết cả, nên nguồn nước thì không kiếm được ha. Nên đi tới cái đoạn này thì Sang với nhóc Dảnh trời cũng đã tối rồi, với lại mệt quá nên Sang giăng hai cái võng như này. Có lẽ là tối nay Sang với nhóc Dảnh sẽ ngủ lại chỗ này luôn, mình không có tiếp tục đi nha. Tại vì trời tối đi khi mà mình bị lạc á, nó rất là nguy hiểm. Mình không xác được định được phương hướng là mình lạc thêm nữa. Dảnh coi mấy giờ rồi? 6:20. 6:20 ha. Nguồn nước thì sao không kiếm được, nhưng mà cũng may mắn là có được, còn được một chai nước không? Nửa chai. Nửa chai hả? Khi sáng lúc mà hoàn thành xong thử thách á, Sang múc được một chai nước dưới suối. Anh em sáng giờ uống được nửa chai rồi còn nửa chai. Tối nay nước này thì mình để uống chứ không có để nấu cơm. Tại vì Sang còn xấu gói mì. Tối nay thì ăn đỡ mì tôm sống thôi. Ăn gói anh đi, ăn gói. Ăn mì tôm sống đi rồi mình uống nước vô là kiểu như là nó nở ra trong bụng mình mọi người. Không còn bị đói nữa. Cũng may mắn là cái đợt này Sang với nhóc Dảnh đang thực hiện cái thử thách 24 giờ ở trong rừng. Nên phỏng nè, đồ ăn thì Sang cũng có mang theo. Được đây... còn lại 6 cái mì tôm nè, với lại một ít gạo đủ nấu cho ngày mai. Còn mền thì Sang cũng có mang theo đầy đủ hết cả, nên mình không có lo cái việc việc ngủ này kia. Nên tối nay mình ăn mì tôm sống nè. Ăn mì tôm sống đó mình uống nước vô là nó nở ra. Chứ bây giờ mà lấy nước nước đâu vậy? Lấy cái nước này nè, mình nấu á, thì một hồi mình không còn nước để uống. Tối nay sẽ khát nước, với lại ngày mai Sang còn phải đi, tiếp tục đi nữa. Thôi, giờ là mời mọi người ăn mì tôm sống với Sang ha. Lẽ ra cái này phải xé dầu, thôi mình ăn gì trước đi. Ngon quá. Hôm nay Sang với nhóc Dảnh đói lắm đó mọi người. Nhưng mà đi dọc đường thấy được mấy cái sổ á, ăn cầm cự tới giờ. Chứ không đi không nổi đâu. Cái xe cái đa đây. Phía về nè, nó không chọn chỗ này nằm rồi. Ở phía sau cái chỗ võng của Sang với nhóc Dảnh này. Có cây si khá là to ha. Mọi người đi vào rừng thì đừng có chọn ngay chỗ mấy cái cây này. Rắn rít nhiều lắm. Dảnh no chưa? Ăn uống thêm miếng nước vô nữa là nó nở mì ra là căng bụng rồi đấy. Ăn hết gói mì tôm sống rồi. Nãy giờ Sang với nhóc Dảnh thì ăn cũng đã xong rồi. Trời bây giờ thì cũng đã 6 giờ mấy, 7 giờ tối. Nhưng mà Sang với nhóc Dảnh không có đi sau đêm á. Tại vì nếu mà mình đi vào rừng này nè, tối mình chịu khó mình cầm đèn pin đi thì
vẫn bắt được con chim hay rắn này kia, nhưng mà do đèn pin sang thì cũng sắp hết rồi. Hai anh em sang phải dành pin lại để xem tối có gì này có kia thì mình còn rỗi. Nên thôi giờ mình lên võng mình ngủ sớm, mình lấy lại sức sáng mai mình tiếp tục đi. Dạ anh ngủ bên đây luôn nha. Anh ngủ bên đây. Hai cái võng hai cái màn, hai anh em sang đủ ngủ rồi. Đây cắt kè nhiều lắm. Thôi, đốt đống lửa ra. Đi ngủ sớm bữa, mai tiếp tục hành trình đi kiếm đường về nhà. Rung hết tay chân luôn. Dạ anh đang nghe hướng nào? Đây hả? Sang với nhóc Dạnh nay giờ ngủ được giấc rồi nha mọi người. Bây giờ thì cũng đã 11 giờ mấy rồi. Thì nhóc Dạnh nó thức giấc dậy nó kêu Sang rồi có người hú. Từ sáng tới giờ Sang với nhóc Dạnh đi lạc á thì chắc cũng nhóc Dạnh này nè, nghe hú được mấy lần. Ba bốn lần. Mấy tám lần. Mấy tám lần. Lúc nào nó cũng nghe bảo với Sang là có người hú Sang với nhóc Dạnh hết cả. Nhưng mà Sang thì đi rồi vòng kiếm thì không có ai hết. Không phải là mình đi lạc này á là mình nói chung là cũng phải tin về những cái chuyện tâm linh này, mình cũng phải tin mọi người. Nhưng mà cái phần lớn là do mình cái tinh thần của mình á đang được không được ổn định á, đang suy nghĩ rất nhiều thứ á, nên mình tự suy nghĩ ra thôi. Chứ trong rừng này có nhiều con chim này kia nó kêu y như tiếng người á. Nên mọi người nếu mà đang đi lạc giống như Sang á, như nhóc Dạnh á, thì tốt nhất là mình đừng có suy nghĩ nhiều quá. Với lại thứ hai, nếu mà mọi người mệt mỏi á, thì mọi người tốt nhất là giăng một cái võng, mình kiếm một cái chỗ mình nghỉ ngơi ha. Khi nào mình nó thoải mái đầu óc mình á, nó không còn suy nghĩ này kia nữa thì mình mới tiếp tục đi. Giờ thì Sang đốt đống lửa to đó. Khuya rồi mà trời, trong đây nó lạnh quá, sương mù quá trời luôn. Nó nhiễu, nó động nước từ trên tán cây mọi người, nó nhiễu xong cái võng Sang lộp bộp luôn. Để anh ngủ đi, không có gì đâu. Anh ngồi đây xíu anh ngủ. Dạ anh đâu ta? Có dao, có đồ, có lửa đây mà sợ gì. Anh ngủ đi. Anh đi vòng vòng xíu nên ngủ. Thôi giờ Sang đi một vòng cái chỗ này ha, cho Dạnh nó yên tâm. Rồi mình quay lại đây mình ngủ tiếp. Sáng mai còn chặng đường dài nữa. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang tranh thủ dậy rất là sớm để xem cái hướng mặt trời bọc là hướng nào. Sẽ xác định hướng đông tây nam bắc để một xíu trưa nay mình đi ha. Thì cái chỗ này là rừng tán lá rất là cao luôn nè. Nó che kín phía bên trên. Buổi sáng thì sương mù nó lờ lờ chỗ này nè, Sang không thấy được mặt trời mọc. Tới tận bây giờ là 9 giờ rồi. Thì cái ánh nắng nó mới chiếu qua bên đây thôi mọi người. Thì có lẽ là hướng này là hướng đông nè. Hướng đông tây nam bắc thì bây giờ mình xác định được rồi. Có lẽ bây giờ thì mình xác định mình đi theo một hướng. Rồi tiếp tục là cái chặng hành trình đi về nha. Tối qua Sang với nhóc Dạnh mỗi anh em mỗi người một cái võng, mỗi người một cái mền. Nhưng mà trong đây rất là lạnh, do là có thể là mình đói trong người á, mệt nữa, nên ngủ nó lạnh dữ lắm. Dậy Dạnh ơi, dậy sớm đi, anh em mình đi sớm. Đau hết cả đùi luôn ha. Ngày hôm qua Sang với nhóc Dạnh đi nguyên cả ngày. Sáng nay ăn gói mì tôm nữa ha, anh gói cưng gói, đi đỡ đi. Chiều anh kiếm được nguồn nước rồi nấu cơm ăn sao. Hướng đông tây nam bắc thì Sang đã xác định được rồi nha mọi người. Hướng này là hướng mặt trời nó mọc lên là hướng đông nha. Rồi thì cái cách đi kiếm đường về của Sang ngày hôm nay ấy, thì mình cứ dựa vào hướng đông tây nam bắc, hướng mặt trời mọc này mình đi thôi. Thì đi vào rừng á, một xíu nữa mặt trời nó lên cao ấy, thì mình sẽ mất cái phương hướng của mình tiếp nữa. Nên mọi người đi ấy, thì mọi người cứ dựa vào cái hướng mặt trời mọc này nè, là hướng đông, là mình đi nó chắc ăn nhất nha. Còn mọi người đi theo hướng tây hoặc hướng bắc này kia thì không có hướng mặt trời mọc, hướng mặt trời lặn thì mình đi một xíu là mình lại lạc cái phương hướng của mình. Mình đi theo hướng đông thì mình cứ đi thẳng theo mặt trời nè. Còn khi mặt trời nó qua đầu mình thì mình đi ngược mặt trời lại là mình đi theo một hướng. Thì hướng đi thì cũng đã xác định được rồi. Ra ngoài kia thì mình tính sao. Hy vọng là chiều nay ra được ngoài ha. Tại vì đồ ăn có Sang thì còn đủ cho ngày hôm nay thôi. Còn 4 gói mì tôm với lại là một bịch gạo nhỏ nhỏ. Sáng nay thì ăn đỡ mì tôm nữa. Dạnh gói mì tôm sống, Sang gói mì tôm sống. 2.000 mì tôm sống rồi, nước thì còn đây một ít. Nhiệm vụ của Sang ngày hôm nay thêm một nhiệm vụ mới nữa là vừa kiếm đường đi về và vừa phải kiếm nước uống, vừa kiếm nước suối để uống. Chứ còn đây một ít nước, đi khoảng tầm tới trưa thôi là hết rồi, tại vì đi trong rừng này khát nước dữ lắm. Thôi Dạnh ăn gùi nha. Để đây đi xíu anh ăn sao, cứ giao cho anh. Chập lửa rồi gì. Dạnh ăn gùi đi. Tối qua đang ngủ thì lửa tắt lạnh ơi lạnh là miếng nhúm lại. Ôi giờ đi theo hướng đông nha. Anh đi trước cho. Dạ anh đi sau đi. Chỗ này rừng nó rậm quá mọi người. Lâu quá không có ai đi vào đây. Không có ai bước chân vô đây. Rừng rậm quá phải phát đi mới được. Không có đường mòn. Phát đi này thì nó mất sức mình lắm.
Đi theo anh nha. Anh cắt đi. Coi chừng ông lá nha chứ. Sang với dốc dảnh nãy giờ đi một đoạn khá là dài nha mọi người. Tới đây thì đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa. Nên mình ngồi lại gốc cây chỗ này mình nghỉ mệt một xíu ha. Sang thì không phải nói để cho mọi người tin, nhưng mà đi vào rừng sâu này kia thì 12 giờ, những cái giờ mà linh á, thì tốt nhất là mình đừng có đi đây đi kia. Mình ngồi lại một chỗ mình nghỉ, qua cái giờ đó mình mới tiếp tục đi. Sang với dốc dảnh thì bây giờ ngồi ngay đây, mình nằm xuống dưới cái đất chỗ này nè, mình ngồi mình nghỉ luôn. Đi vào rừng thì ở đâu cũng là nhà mà. Nước hết luôn hả Dành? Không còn miếng nào luôn hả? Giờ nghỉ đó 12 giờ trưa đi, 12 rưỡi trưa đi. Sang với dốc dảnh cố gắng đi thêm một đoạn nữa kiếm con suối, rồi mình mới tính được cái chuyện đường ra. Bây giờ Sang hết nước uống rồi, khô khát khô cả cổ họng. Dảnh ôm gần gốc cái cây cho anh xem coi. Mọi người xem cái gốc cây mà nãy giờ Sang với dốc dảnh ngồi lại nghỉ mệt này. Cây này là cây bằng lăng nha. Ôi to khủng khiếp luôn, nó dài dài múc múc bên kia luôn. Cái này cái chục người ôm với ba bốn người ôm, còn anh Dảnh là chục người ôm luôn. Thôi đi tiếp Dảnh. Nghỉ thì cũng đã mệt rồi, qua giờ trưa rồi, giờ Sang với dốc dảnh lại tiếp tục cái đường đi. Mặt trời thì nó đang hướng gì, hướng này hướng đông này mọi người. Giờ đi đi Dảnh ơi, tiếp tục đi hồi không có nước uống này khát nước sớm rồi. Nếu mà kiếm được tre thì cũng được á, tre hoặc dây leo mình cũng được. Ở đây không có, cái rừng chỗ này không có tre cũng không có dây leo luôn. Thôi cố gắng đi, coi chừng dê đó. Rừng này dê nhiều lắm. Cây mục, ui đi coi, lăn bự bự không à. Cố gắng là đi thẳng nha Dành, đừng có lượn qua lượn lại hồi là mất hướng nữa đó, là mình lại đi vòng đó. Có không? Mấy nhánh to mới có, nhánh nhỏ sợ không có. Sang với dốc dảnh nãy giờ đi khá là xa rồi nha mọi người. Bây giờ thì cũng đã 2 giờ mấy chiều rồi. Đi tới đoạn này thì có một cái rừng tre luôn. Đi tới cái rừng tre bạc ngàn luôn chỗ này nè. Có rừng tre thì mình sẽ kiếm được nước nha. Tại vì ở chỗ Sang thì nếu mà vào rừng không có nước á, thì mình đi kiếm nước mấy cái ống tre này. Tại vì mùa mưa nó sẽ tích nước vào trong những cái ống ha. Mình đi mình lắc nè. Nếu mà ống tre nghe tiếng ọc ạch á thì nó sẽ có nước trong đó, và mình chặt ra mình có nước này hả? Không có Dành ơi. Buông không có đâu. Có đó, còn có nước này. Nhưng mà người thấy có nước đâu, nước của ống tre đây nè, nó hơi hôi hôi nha, chứ không phải nó từ từ vậy. Đây nét này. Đây là nước của phía trong cái ống tre này, nó đọng khá là lâu á nên nó hơi hôi hôi nha, chứ không phải là nó sẽ giống như nước lọc của mình đâu. Vậy này lấy cái chai không của mình đâu, hứng này nên chặt thử ống này nha. Cái ống đó, cái miếng đó nó bị lủng, nó hôi. Không có, cái chắc phải càng dưới nó mới có. Không có luôn. Không, có mỗi ống có thôi. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Kiếm ống to nhiều nước đi. Giờ hai anh em Sang bắt đầu là đi lắc ống tre. Khi nào lắc được cái ống nào nhiều nước Sang quay cho mọi người xem. Không, Dảnh đi kiếm ống to á. Cái ống này mà nó như cái cây này nè, thấy không? Đây nè. Cái cây to mà nó ngã ngang á thì nó mới có nước. Còn những cái cây mà nó đứng á thì nó không có nước nha mọi người. Tại vì những cái cây to nó ngã ngang đó thì mùa mưa cái nó tích nước lại phía trong. Cứ đi vào rừng mà không có nước uống thì cứ đi kiếm nước ống tre này thôi. Đâu? Đâu, lắc ngay. Ừ, có nước luôn nè. Đây nè mọi người. Nó bị cái con gì đục quá, sợ uống không được thôi. Kiếm nó. Ra đây anh chặt. Đó, nước quá. Ơi. Kiếm cái gì đựng thôi. Có nước rồi. Vậy là có nước để sống rồi. Nè, sẽ cho mọi người xem nước nè. Nước nó thì không phải là nước sạch, không phải là nước giống như là nước suối, nước trong veo của mình đâu mọi người. Mà nó sẽ có màu vàng hoặc là có màu đục. Nhưng mà uống thì vẫn uống được nha, vẫn uống tốt. Thôi, Dảnh đi ra gùi lấy cái chai đi. Giờ đi chặt đưa ống đựng thôi. Có nước uống là được rồi. Có tre là có nước mà. Ôi Dảnh ơi, nước ngon này uống. Ui.
Rửa tay rửa mặt đi, rửa tay rửa mặt đi, lát anh chặt nữa. Cái này nhiều nước mà. Nè rửa tay đi, rửa tay đi. Hết nước rồi. Nè anh kéo xuống cho nhánh nè. Mát hơn, khỏe hơn được không? Thôi đi lấy cái chai đi, anh chặt đầy cái chai đây. Chặt ống rồi. Chặt ống hả? Ừ, cũng được. Sao, ngọt không? Ngọt không? À, ống tre mọi người. Ống nào nó mới thì nước nó không có hôi nha. Nước nó trong veo trong vắt à. Còn ống nào mà nó bị đục lỗ nó cũ á thì nước nó mới hôi thôi. Nãy giờ sang với dốc dảnh uống có cái ống này thôi. Đây anh chắc ra chặt cho to đó. Đây cả cái bụng luôn. Rồi tiếp tục. Uống no nê luôn mà. Uống no đi, anh hứng thêm vài ống nữa. Ôi ra đây anh uống cái. Ờ lấy nước này chiều nấu cơm được luôn rồi dảnh. Chặt cho mọi người xem phía trong của nó nè. Sang thì uống no rồi. Tới đây được ống tre. Đỡ khác quá. Đây này à, phía trong của nó thì sẽ như thế này nha. Đừng lắc nhánh, đừng lắc nhánh. Phía trong nó thì nước nó như thế này nha. Trong Nhiều lắm à. Thấy nước nó ra không? Nè 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 nhánh, nhánh. Thấy nước của anh ra không? Nè nè. Quá trời nước luôn mọi người. Nước còn ngay à. Sang với dốc dảnh thì chặt cái ống tre non này nè. Định là lấy cái ống tre này mình hứng nước để một hồi mang theo mình đi nấu cơm. Nhưng mà chặt cái ống này mình ngược xuống đây nè. Thì mọi người xem nha. Nó ra cái phần nước nó nhiễu xuống này. Đó. Nước nó nhiễu cho ống tre xuống nha. Cái nước này thì uống nó rất là ngọt luôn. Uống này thì kiểu như là nước đường nha anh. Cái chuyện văn dao đi, dao sắp hư rồi. Đi chặt hai ba bữa nay riết dao cũng tàn luôn. Dảnh đưa cái ống của dảnh này nghiêng ra cái nước để nghiêng cho dảnh luôn. Đây. Có, quá trời luôn. Ui. Nè. À, mọi người xem nước nó nhiễu xuống này. Gần như là cái ống tre non nào mà mình chặt ra thì nó cũng có cái phần nước nó nhiễu xuống nha. Nước này thì mọi người đi vào rừng mọi người uống thoải mái luôn, nó ngọt. Nó trong veo à. Thôi đi. Ra chặt ống kia cho nhiều chứ hứng kiểu này chứ. Tết luôn. Đưa dao cho. Rồi không nào có nước đâu. Đi. À, mọi người đi vào rừng, cái khoảng rừng nào mà nó không có nước á, mọi người cố gắng là làm theo cách này ha, chắc chắn là đi vào rừng sẽ không bị khát nước đâu. Không nào. Giờ anh chặt ra một cái, nếu mà nước sạch thì dảnh hay hứng nha. Còn nước dơ đừng có hứng, tại vì hứng một lần nước dơ thôi là mấy cái ống kia bỏ hết á. Nào, cái nào nào. Thấy ta ra, né ra, né ra. Dao sắp hư rồi. Ôi, dơ. Ống nào mà nó không có nước. Ống to kìa kìa, anh nói ống to kìa có rồi. Nè, nước dơ lắm hả? Né ra vậy. Ôi, thú ình nè. Bị bên sau nó đục vô là ống thú ình. Nếu nước sạch thì hết, còn nước dơ thôi. Cứng quá ta. Anh sợ nó xịt một cái là nó ra hết nước của mình. Hứng đi, hứng đi, sạch mà. À, mọi người xem cái ống tre này nè. Nó nhiễu phần nước đây. Hạ xuống, chặt cái. Rồi để vậy cũng được, hứng từ từ thôi. Mình chặt to quá thì hồi nó chảy ra hết luôn, mình không có... À. Nó chưa lủng hả? Rồi. Quá trời luôn. Mọi người xem nước nó chảy ra nè. Nó nhiều quá là nhiều luôn. Một ống tre thì nó khoảng tầm... một ly nước nha. Uống luôn hả? À, khát nước quá mà vô rừng có cái gì mình uống cái đó thôi. Nhưng mà nước ống tre này thơm, nó ngon lắm mọi người. Nó hơi đục đục một xíu nhưng mà nó vẫn ngon. Đó. Ôi nước nhiều quá trời nước luôn mà. À, mọi người đi lấy nước ống tre nè. Tùy theo ống nha. Có nước thì có ống thì nước nó rất là dơ. Mình lựa những cái nước cái ống nằm nước trong trong chỗ này thì mình lấy. Mấy nước mà nước dơ thì mình lấy mình uống nó cũng đau bụng á, nó hôi lắm. Được nhiều chưa? Nào đầy được cái ống tre này là anh xách đi chưa? Hả? Chế ngược vô cái chai chứ ha? Dạ. Đi xách cái ống tre đi nặng lắm. Lấy cái này nó có cái miệng to mình hứng cho nó dễ thôi. Chế nó ọt ra, anh sợ nó trào một phát ra luôn. Ống tre thì nãy giờ sang hứng cũng được nhiều nước rồi.
Giờ mình chế nó qua bên cái chai của mình ha. Nhìn vậy đó. Nước cũng trong quá vậy anh. Đâu có được mấy đâu. Nước nhiều mà. Đó. Nó ọt ra hết luôn. Rồi hết rồi. Rồi cho anh coi. Một cái ống tre thì được bao nhiêu ly nước này. Mọi người xem nước này. Nó đục nha, đục ngà ngà chứ không phải là nước nó trong veo giống như là nước suối của mình đâu. Rồi uống thử à. Bụng anh kêu ọt ọt luôn nghe không? Sao? Thơm mùi tre. Thơm mùi tre chứ. Mất nắp luôn hả? Mà ngon mà. Có uống là ngon rồi. Nước thì một ống mình kiếm vô đây ha. Giờ sang với nhóc dảnh cố gắng là kiếm cho đầy cái chai này đó. Để lấy nước mình chiều nay mình nấu cơm. Với lại nó uống buổi tối đó. Sao nó không nghe kêu. Ồ lớn vậy. Đây coi. Nhóc dảnh thì nó vừa mới làm một cái ống tín hiệu mọi người. Thay vì đi vào rừng mình hú. Mình kiếm người xem xung quanh có người hay không. Thì mình làm cái ống này ha. Để thổi nó to hơn. Thổi cái gì anh? Làm bằng ống tre. Y như con voi kêu vậy. Mà to thật chứ. Nước thì nãy giờ sang chặt được ở đây đầy một chai rồi. Hai anh em uống thì cũng đủ no rồi. Nước này thì đi một xíu nữa sang lấy sang nấu cơm nha. Thổi cái đi. Giờ dảnh vừa đi vừa thổi ha. Để coi có ai không. Gần đây thì người ta hú mình luôn. Thôi đi đi. Để chiều nó kiếm cái chỗ nào mà nghỉ ngơi đó. Giờ đi kiếm cái chỗ nghỉ được rồi đó. Chiều nay mình mất thêm bữa nữa ở trong rừng rồi. Chiều rồi. Từ sáng tới giờ sang với nhóc dảnh đi một đoạn không biết bao nhiêu xa luôn. Rất rất là xa mọi người. Thì cuối cùng đã đi đến cái chỗ này ha. Mọi người xem chỗ sang với nhóc dảnh đang đứng nè. Nhìn rất là thoải mái luôn. Phía trên thì mình nhìn được mặt trời. Cả ngày hôm qua với cả buổi sáng ngày hôm nay sang với nhóc dảnh đi á, thì toàn là cây to thôi. Nó che kín hết cả bầu trời luôn. Không thấy được mặt trời. Nhìn rất là u ám. Nhưng mà đi ra tới đây thì dù sang với nhóc dảnh mệt thật. Nhưng mà thoải mái hơn hẳn rồi anh. Nhưng mà có một tin vui nữa là sang với nhóc dảnh đã kiếm được một con suối rất là to. Một con suối cạn mọi người xem này. Nó to từ đây qua bên đây luôn. Nhưng mà suối này vào mùa nắng này nó đã cạn sạch nước rồi. Nhưng mà ngày mai sang sẽ không đi theo hướng mặt trời mọc nữa. Mà sang sẽ đi theo hướng con suối này. Mình vừa đi theo mình vừa kiếm nước. Với lại là kiếm kiếm đồ ăn theo suối luôn. Nó dễ dễ đi hơn. Bây giờ thì sang trời cũng chiều hẳn rồi nên hai anh em dừng lại giăng hai cái võng đây, tối nay mình ngủ lại tại đây luôn ha. Mền đồ này kia để đây, võng thì để hai bên đây. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho buổi tối. Tối ngày hôm nay thì đã kiếm được nguồn nước trong mấy cái ống tre đây mọi người. Nước ống tre nè, nước đục đục đây nè. Giờ sang sẽ dùng cái nước này để nấu cơm. Gạo thì sang còn lại một ít ở đây. Sẽ chia thành hai cử ha. Cử sáng ngày hôm nay với là cử từ có tối ngày hôm nay với sáng ngày mai. Khô thì sang còn đây được vài miếng với trong bọc đây để cho buổi sáng này. Còn được hai gói mì nữa anh. Hai gói mì để trưa ngày mai. Lãnh chia gạo làm đôi ha. Mình ăn cho chống đói thôi. Nửa cái là mình ăn. Còn nửa cái sáng mai ăn. Chứ giờ ăn hết là sáng mai đói á. Thôi được rồi. Mình nấu ít thôi. Hai anh em nấu ít ăn cầm cự cho mọi người. Sang cũng chưa biết là ngày mai sẽ đi tới đâu nữa. Nên tạm thời ăn vô đây. Rồi, cho nước ống tre vô luôn. Sang thì ở đây không có nhiều nước á, nên không thể nào vo gạo này kia ha. Cứ cho vô đặt lên mình nấu thôi. Mình đang đi lạc mà. Nhào nhào như nấu cháo cũng được. Được rồi. Còn vô đây nè. Còn lại bao nhiêu đây để uống nha. Rồi để đắp lại lên, đặt lên cho anh đi. Rồi đặt lại, đại đi, đặt đi. Rồi cho đổ nha. Đổ cái đói thiệt á. Sang thì vừa mới nấu xong ở đây nồi cơm gần cả ngày hôm qua rồi. Tới ngày hôm nay thì Sang với nhóc dảnh mới được ăn cơm nha. Ăn cơm dảnh ơi. Cơm nấu bằng nước ống tre nha mọi người. Nên khi mình nấu nó sôi sôi lên, nó chín lên. Nó thơm cực kỳ luôn. Thơm cái mùi ống tre. Ăn cho no nha dảnh. Chưa bao giờ mà Sang thấy cái hạt cơm mà nó ngon tới cái này luôn á. Đừng để em rất uống. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá.
nấu bằng đằng nước ống tre mọi người. Cái hộp cơm nó thơm thơm mùi tre, nó ngọt, ngọt hơn là mình nấu bằng nước thường phải không? Nước cho ống tre thì nó có vị ngọt ngọt của tre. Nghe tiếng nó kêu hay hả Dành? Sáng hôm nay là ngày thứ ba mà Sang với nhóc Dành bị mắc kẹt lại ở trong rừng mọi người. Thì cái chuyến đi này của Sang á, Sang không nghĩ là hai anh em sẽ ở lại trong rừng lâu đến như vậy. Nên Sang chỉ mang theo một ít gạo với mấy gói mì tôm. Gạo thì sáng nay Sang vừa mới nấu cơm và ăn với nhóc Dành xong hết rồi. Chỉ còn lại ở đây hai gói mì tôm cho cái bữa ăn cuối cùng thôi. Thì chiều hôm nay nếu mà Sang với nhóc Dành nó không kiếm được đường ra ngoài á thì sẽ không còn gì để ăn nữa hết các mọi người. Nên Sang bắt buộc là phải chia đồ đạc ra thành hai phần ở đây. Một phần là những cái đồ đạc mình cần thiết, mình phải cần để tiếp tục cái chuyến đi. Còn bên thứ hai là những cái đồ mà Sang phải bỏ lại ha. Tại vì nếu mà mang tiếp á, thì Sang có mang không nổi. Tại vì hai ngày vừa rồi Sang mang á, da Sang bây giờ đã bầm tím hết rồi, rất là đau không ăn nổi. Bên đây thì có cục xà dự phòng, hai cục này thì còn, bên đây thì hai cục này đã hết nên Sang bỏ lại luôn. Mền thì mình không cần nữa ha, có thể là mình đốt lửa để sưởi ấm. Còn võng thì mình cần chân quay để quay phim với lại hai cái đèn pin. Nồi lấy không Dành ơi, lấy đi ha, chứ đôi khi đi vô mấy cái rừng kia không có ống tre để nấu đâu, lỡ như mình nấu nước này kia là không có ống tre. Nồi này thì cố gắng là mang đi thôi. Giờ thì bỏ qua đây, còn được hai gói mì tôm cho buổi trưa. Tháo võng đi, tiếp tục đi nữa. Giờ thì cũng đã là 7 giờ mấy rồi. Sáng sớm này trên đầu Sang có mấy con chim cu với lại là ôi chim cu kìa, quá trời luôn vậy ơi. Có một bầy chim cu nó bay về trên cây này nè. Nè, Dành nhét sao cho nó cứng lại nha, đừng làm rớt xuống là con mối nó ăn mất cái mền của mình luôn. Bây giờ thì Sang với nhóc Dành sẽ giấu những cái đồ đạc mình bỏ lại, mình không mang đi nữa, lên trên một cái cây cao chỗ này. Có con gì kêu vậy? Đó, nghe không? Sóc bông, sóc và khỉ á. Kêu nhiều con kêu. Bây giờ mình sẽ giấu nó lên trên cao ha. Tại vì nếu mình bỏ dưới đất hoặc là bỏ trong bọng cây mình giấu á. Ơi, có hai cục sạc. Cầm mền trước đi, lát giấu hai cục sạc sao? Giấu trên dưới đất hoặc trong bọng cây thì cũng mối nó ăn mất. Giờ bỏ đồ ở đây nha, hy vọng là một ngày nào đó có cơ hội quay trở lại đây và mình sẽ lấy lại những cái món đồ này nha. Chưa biết là Sang với nhóc Dành ngày hôm nay có thể là đi ra khỏi đây được hay không nữa, nên phải bỏ lại bớt, mang thì mang không nổi. Thôi giờ xuống đi, chuẩn bị đi nè. Nhẹ bớt chưa Dành? Đi được rồi phải không? Nãy giờ Sang với nhóc Dành vừa mới giấu đồ đạc lên trên cây xong, cơm thì cũng đã ăn cho chắc bụng rồi. Bây giờ thì hai anh em lại tiếp tục cái chuyến hành trình tìm đường đi về nhà. Hy vọng là một ngày nào đó mình quay trở lại đây lấy đây mấy cái đồ này hả Dành? Nhưng mà quan trọng là có ra được hay không thôi. Một ngày thì một ngày mệt mỏi nữa. Gì vậy? Cẩm hả? Chỗ này nhiều mà. Ở đây có mấy cây cẩm này. Đây lá cẩm này. Chỗ này sao biết lạc tới chỗ nào nhưng nguyên cả một rừng cẩm luôn. Đi Dành này, tranh thủ đi. Chiều trễ. Đó chét luôn hả? Hôm qua thì Sang với mọi người á, mình đi theo hướng mặt trời mọc để kiếm đường về. Hôm nay thì đi tới cái suối này á, Sang không có đi theo hướng mặt trời mọc nữa ha, mà mình đổi qua đi theo hướng suối. Tại vì đi theo suối này thì nó có nhiều cái tiện đó mọi người. Đầu tiên là mình kiếm được đồ ăn nè, kiếm được nước uống, với lại là đọt mây hoặc là con này con kia ở trong suối nó cũng nhiều. Cái gì vậy? Đâu? Trâu rồi. Ơi, gấu rồi Dành ơi. Hôm bữa Sang có quay một cái clip thử thách 24 giờ trong rừng á. Cái dấu chân mà 3-4 gan mọi người, thì nhiều người hỏi Sang con gì, thì đợt đó là con dấu chân con voi ha. Còn hôm nay Sang cho mọi người xem dấu chân con này nè. Mọi người thấy móng của nó không? Một này, hai này, ba này, tròn hết luôn đi. Gấu hoa cọp thôi. Phải không?
Nè mọi người thấy không? Rõ ràng ha. Trên này thấy không? Con rắn này. Dấu chân tròn này là dấu chân con một là cọp này, hai là gấu này. Dấu chân con này là con nó phải tầm mấy tạ vậy anh? Dạ. Mọi người thấy không? Bằng cả bàn tay sang luôn nha. Đây mới rõ trên bờ này sao? Ôi nhiều dấu lắm, đi theo cái bờ suối này thì con này con kia nhiều lắm. Dấu nè, đầy luôn nè. Hy vọng là mình không có gặp con này con kia bự ha. Tại vì mấy con thú ở trong rừng đó. Heo. Nai hay. Hai bàn nữa nè. Chắc là con cọp nó đang dí con nai rồi. Cẩn thận nha anh. Cẩn thận nha anh. Cái gì rắn độc á. Thấy không? Thấy không? Bự không? Bự thì bắt con nhỏ thôi. Nhỏ ơi rắn. Rắn độc lắm. Sang đi theo tới bờ suối đây nè. Thì có con rắn này. Rắn này nhỏ mọi người. Đây nè. Cặp bờ suối thì nhiều lắm, nãy giờ sẽ gặp mấy con rồi. Nó cắn mấy con ếch á, sẽ tưởng là rắn to nè. Em quay vô đây cho mọi người xem. Chặt chết luôn à. Độc lắm á. Con rắn này chỗ Sang gọi là rắn hổ lửa nha. Đây nè. Rắn học trò, rắn hổ lửa đó. Đầu nó thì đầu đỏ nè. Sao đi đi mày ơi, tao không bắt rồi. Mấy con này mọi người đừng tưởng rắn nước, nhưng mà thật ra nó có độc độc. Vùi bỏ thôi, thôi đi tiếp đi vậy nè. Tưởng rắn to mình còn bắt. Từ sáng tới giờ Sang với nhóc Dảnh đi theo con suối cạn á để cố gắng kiếm cái đường về nhà. Đi tới cái đoạn này thì hai anh em phát hiện được một cái dũng nước nước suối sau gần 3 ngày mình đi kiếm ha Dảnh. Thì mới có cái nước thấy dũng nước thôi. Hôm nay 2-3 ngày rồi Sang với nhóc Dảnh chỉ uống nước của cái ống tre thôi mọi người. Thấy được cái dũng nước thì mừng lắm. Nhưng mà đặc biệt hơn ở dưới dũng nước này á có rất là nhiều cá luôn nha. Nên hai anh em đi tìm cái cọng dây này nè. Chặt được ở đây cả một gùi. Cái dây này ở chỗ Sang á, người ta gọi là dây tiếng đồng bào gọi là dây ca đăng, dịch ra tiếng Việt của mình là dây đập cá hoặc là dây thuốc cá mọi người. Cái loại này ở trong rừng chỗ Sang nó có rất là nhiều nha, nó mọc dọc theo bờ suối á. Mình muốn sử dụng nó thì mình cứ đi kiếm những cái loại dây nào mà nó có ui. Mình đi kiếm nó thì mình kiếm những cái loại dây mà nó có cái gai của này nè. Phần lõi phía trong nó màu vàng và nó hôi cái mùi thuốc bắc là đúng đó nha mọi người. Cũng rất là dễ phân biệt. Nói chung là đi suối chỗ Sang thì nhiều lắm. Mình đi một chút là mình chặt được đó mà. Bây giờ thì Sang với nhóc Dảnh sẽ tranh thủ sử dụng cái phần cây bắt cá này nè. Mình đập nát nó ra, dục xuống dưới cái hố nước kia để bắt một ít cá cho buổi chiều ngày hôm nay ha. Thì cái cách bắt cá bằng cây này cũng rất đơn giản. Mọi người chỉ cần đập nát cái cây này ra, xong rồi mình dục xuống nước thì con cá nó sẽ mất oxy dưới nước và nó chết thôi. Nhưng mà Sang thì cũng không có đủ sức để mà đập nát cái cây này ha. Nên Sang bây giờ chỉ là lột cái phần vỏ thôi. Mình lấy cái phần vỏ mình đập, còn cái phần lõi cây này thì Sang không có đập nổi. Đi mấy ngày này cũng hết sức. Thôi bây giờ hai anh em Sang sẽ tranh thủ lột vỏ. Anh lột Dảnh đập nha. Dảnh đập nhừ ra là được. Đây là cái phần lõi cây thuốc cá mà Sang vừa mới lột hết cái phần vỏ ra ngoài nè mọi người. Cái phần lõi cây này á, thì nó sẽ có cái màu vàng vàng nha. Cái lõi cây này thì mình đập nhừ nó ra, mình dùng búa mình đập nhừ nó ra thì tác dụng nó mạnh hơn là cái vỏ. Nhưng mà hôm nay Sang với nhóc Dảnh đi vào rừng này á, mệt mỏi quá, không có sức để mà đập cái lõi này. Nên cái phần lõi này mình sẽ không có đập ha, mà mình dục thẳng nó xuống dưới nước luôn. Ngâm nó thì nó cũng sẽ ra và con cá nó sẽ bị ngất nha mọi người. Còn Sang thì sẽ sử dụng cái phần vỏ này nè để mình thuốc cá nha. Thì vỏ khi mọi người tước ra xong á, nó sẽ như thế này. Mình sẽ dùng tiếp một cái cây nữa, mình gõ cho nó nhừ, thiệt nhừ ra luôn. Rồi, thì mới tới chủng nha, gõ vậy. Đây là cái phần vỏ cây đập cá mà Sang với nhóc Dảnh vừa mới đập nhừ đập nát nó ra mọi người. Cái phần này thì mình khi mình đập xong á, mình bỏ nó hết vào trong gùi. Xong rồi khi mà mình nhừ một lần á, mình mới đem quậy nó xuống dưới nước ha, rồi mới ấy. Còn cái phần lõi cây này, Dảnh dục xuống hết đi. Lõi cây thì mình cứ dục xuống nước trước ha, để cho nó ra cái chất nó từ từ. Ủa, nhóc Dảnh nó dục xuống cái này trước nè. Tại vì cái lõi cây này mình không đập nát nó ra thì nó lâu ra chất của nó ha. Và cái phần lõi này mới là phần quan trọng nè. Mình đập không nổi thôi.
ha. Mình đập nổi thì nó mau lắm, khoảng tầm 5-6 phút là nó đi hết rồi. Được không? Rồi dẫn lại đây. Rồi còn đây là cái phần vỏ cây ha, bây giờ mình sẽ ngâm xuống nước. Rồi dẫn tạt nước vô, cứ tạt vô cho nước nó chảy ra, rồi sẽ anh đạp xuống ra cái phần nước. Để đem xuống sâu luôn đi, ngâm một cái đục một xíu thôi đó. Rồi dẫn lấy chân đạp vô đi. À, mọi người khi mà đập cái vỏ cây này á, mình cố gắng là đừng có để cho cái phần nước của vỏ cây á, nó văng vô mắt mình ha. Tại khi nó văng vô rất là nóng cái mắt mình luôn á. Mắt đừng làm đục nước nha, đục nước hồi mình không thấy nè, phải không? Bự không? Bỏ vô gùi đi. À, cái dây thuốc cá này á, nó rất là hiệu quả nha mọi người. Khi mà mình đập nhừ nó ra, mọi người thấy con cá nó đờ đờ kia không? Mình đập nhừ nó ra, mình thải xuống nước khoảng tầm, nó chạy tới đây luôn, khoảng tầm 5 phút thôi thì con cá nó sẽ bị đờ ha, nó tự động là nó chạy lên bờ luôn. Đây. Ui, nó còn tỉnh vậy nè. Cái này phải có cái rổ mình mới bắt được nhiều. Tối nay hy vọng là sẽ có một bữa ăn ngon. Giờ dành tay tạt cái nước chỗ này đi, hồi nãy mình lấy cái đâu? Ui, lòng tông đá. Ôi, mọi người xem con cá này nè, đã ghê không? Trong rừng thì đợt này á, hai anh em đang đói mà, có con gì thì mình bắt con đó ha, cố gắng là kiếm một bữa cơm chiều. Một con tôi dùng gai, gai tre, gai tre đâm đau lắm. Nhìn xuống bắt đi, ngọt hết à, cứ mò mò có cá lóc á. Ôi quá trời luôn. Ê, bỏ vô. Cái lòng tông của mọi người bự bự không hả? Để xuống phụ luôn. Nó khôn lắm, nó vô bờ này chảnh, nên nó đâu có chết đâu. Cái đò đâu? Ui cái đó, được được rồi. Để coi. À, mọi người xem cá lồng tông này, ở trong rừng sâu này nó to ghê không? Cá này cho Sang gọi là cá lồng tông đá nha, nó bự ngón tay cái của Sang luôn. Ui nhánh nhánh nhánh. Bắt. Xuống đi. Đừng để thấy chim. Được một con nữa mọi người. Tối nay có cái ăn rồi, mừng quá. Không đói rồi Dãnh ơi. Dãnh bắt bên đó nha, anh mò bên đây. Ui, cái này mà có cái rổ thì thôi rồi đó mọi người thấy không? Nó bị đờ á, bị ngơ ngơ á. Mình chỉ cần là, ui coi vậy chứ nó còn lanh lắm vậy nè. Được con, một con lồng tông. Đây này. Ui Dãnh coi nè Dãnh. Một xíu nữa nó mới lật, giống như là kiểu nó thiếu oxy quá nó mới lật. Xuống đi, bắt xong thả lên bờ. Bắt xong thả lên bờ ha. Ui Sang quá, giống Dãnh mới bắt tí xíu à. Được bao nhiêu đây rồi, đã quá. Giờ đặt điện thoại hai anh em bắt nha. Hố này không có cá to vậy nè. Ơi quá trời luôn nè, mọi người thấy không, toàn là lòng tông đá thôi, mà có khi là mấy con cá bự á, nó phải mất nhiều thời gian nó mới lên như cá lóc này kia. Thôi dụng vô không, nó chìm xuống. À, mọi người biết sao với cái Dũng Sang với Dốc Dãnh đập ở chỗ này á, không có cá bự không, tại vì ở đây có một cái hang con rái cá này. Con rái cá thì còn nằm trong đó, cứ chiều ra nó ra nó ăn, nó bắt thấy cá bự luôn, không còn cá bự cho hai anh em. Đây này, cái hang rất là to nha, nhưng mà Sang thì cũng chẳng còn sức để mà đào cái này đâu. Nếu mà còn sức bẫy cái con này ăn một bữa thình soạn nữa ha Dành. Nhưng mà thôi mình bắt cá thôi. Hiểu không? Có trên nước đạp gai. Bỏ vô vui. Có nhảy lên bờ luôn. Bắt không kịp luôn á. Thấy cái lúc nào nó lên, nó lên quá trời luôn ha. Ui, con bự lắm nè, Dãnh ơi. Dãnh nè. Này có cái rổ thì ngon quá. Ui.
Bự bự không à. Đâu? Ừ, bỏ vô, bỏ vô. Coi chừng ướt đồ vậy anh ơi. Bự bự không à, đã quá vậy anh ơi. Nó cứ phò phò lên là nó chết ha. Mà nó bắt không kịp luôn, phải có cái rổ mới bắt được. Muốn sao nó tỉnh lại ha. Ừ. Đây nè. Một con bự luôn. Ui, nó lên bò quá trời luôn Dảnh ơi. Cưng coi sát lên bò á. Nó lên tới trên bò luôn nè. Ừ. Ui, con bự ghê. À, mọi người xem cá mà Sang vừa mới đi lượm một vòng nè. À, toàn là cái loại cá lồng tông đá thôi. Nhưng mà mọi người xem nè. Nhìn đã ghê không? Ở ngoài kia thì cá nó cứ nhảy ầm ầm luôn. Sang với nhóc Dảnh bắt không kịp luôn mà. Nhưng mà cái con nào mình bắt không kịp là nó chìm xuống nha. Cái con này chìm xuống một xíu thì nó tỉnh lại nha. Nó không có bị chết luôn. Nó tỉnh lại. Bây giờ anh em cố gắng bắt thật nhiều luôn. Càng nhiều càng tốt. Để mình... Ô, con bự lắm nè. Bự lắm không? Ui, đã vậy. Bỏ đi coi. Hôm nay mình vô quán rồi. Có mấy con rồi sống. Con nào bự không? À, nãy giờ gần cả một tiếng đồng hồ. Sang với nhóc Dảnh mò ở dưới nha. Tại vì cái con cá này khi mà mình đập nó ngất đi á thì nó sẽ bị chìm xuống, nó nằm ở sát đáy. Nên hai anh em phải mò nha. Toàn đây là toàn bộ cái thành quả của Sang với nhóc Dảnh này. Đổ ra cái nồi cho mọi người xem nha. Đổ hết rồi nha. Ui, hết chưa? Cào xuống, lấy tay cào xuống. Lấy tay cào xuống, lấy tay cào xuống. Bỏ xuống, bỏ xuống. Chưa, chưa hết, chưa hết. Mọi người xem đây này. Cái nồi này cũng khá to chứ không phải là một cái nồi nhỏ nha. Mà gần cả nửa cái nồi luôn. Trong đó là do Sang với nhóc Dảnh còn chưa bắt hết rồi mọi người. Cá bự thì bây giờ nó mới bắt đầu chìm xuống nhưng mà mò khó lắm. Nó cứ túi dưới sình thôi. À, cái lóc cũng nhiều quá vậy anh. Mình không bắt được thôi. Cái này phải có cái rổ mình mới bắt được. Tại vì cái lóc nó nhảy nhảy rồi nó chìm xuống. Đây nè mọi người xem cái thành quả của Sang với nhóc Dảnh này. Chắc khoảng tầm chặt cây thì khoảng tầm nửa tiếng. Đập nửa tiếng. Mò nửa tiếng nữa là 2 tiếng đồng hồ. Thì được... cả một nồi luôn nha. À, đồ ăn thì bây giờ mình không thiếu nữa rồi. Chiều hôm nay thì Sang sẽ đi tới cái đoạn nào mà có nước á, hai anh em tắm rửa, rửa tay rửa chân, sau đó mình sẽ nấu một cái bữa đại tiệc luôn. Mấy bữa hôm nay thì cứ đói rồi. Bây giờ anh mang ba lô, Dảnh đang gùi với cái cá ha. Nhiều đây chắc 3 kg cá đó, 3 kg cá trắng. Tranh thủ đi để cái con cá này khi mà nó bị dính cái thuốc đó mọi người. À, thì mình để lâu nó sẽ bị hư nha. Nó bị nổ cái bụng đó, nó không ngon. Giờ thì mình đi có đi con chật chật kìa. Bỏ vô đi, bỏ cá cái nồi luôn. Cái chân còn run run run. Bỏ nguyên cái nồi vô luôn. Rồi, lấy cái nắp đầy là nó đi thôi. Đi. Giờ hai anh em sang lại tiếp tục đi dọc theo con suối. Hy vọng là sẽ kiếm được một cái vũng nước to hơn nữa. Mình tắm rửa cho anh. Giờ anh coi đồng hồ mấy giờ rồi. 3:20 rồi hả? À, bây giờ là 3:20 ngày thứ 3 mà Sang với nhóc Dảnh bị lạc ở trong rừng của mọi người. À, thật ra thì Sang với nhóc Dảnh vô rừng này 4 ngày rồi hả Dảnh? Ngày đầu tiên thì hai anh em thử thách 24 giờ, xong rồi ngày thứ 2 đi về thì mình bị lạc tới ngày hôm nay luôn. Thì 3 ngày vừa rồi á, Sang với nhóc Dảnh kiếm đường về và kiếm một cái nguồn nước để uống. À, nhưng mà không có ngôi suối nào có nước hết cả mọi người. À, hai anh em thì phải chặt nước ống tre. Vừa làm lấy nước uống này vừa lấy nước nấu cơm. À, xong rồi tới ngày sáng ngày hôm nay nè, quyết định đi theo con suối cạn á. Hai anh em vừa mới bắt được cá này, một đống cá luôn để ăn chiều hôm nay. Với lại là đi theo con suối cạn nó dẫn Sang ra đây mọi người xem này. Chỗ này gọi là gì Dảnh? Thiên đường. Thiên đường à. À, rất là thoải mái luôn mọi người. Thì hai anh em Sang bây giờ đang là kiểu như là mệt mỏi do thiếu đồ ăn này kia, nhưng mà đi tới đây thấy được cái nguồn nước á, mình khỏe hết luôn. Và bao nhiêu cái đói mình quên hết luôn mọi người. Tại vì mấy ngày rồi Sang với nhóc Dảnh đâu có tắm đâu. Giờ thì mới 3:00 thôi. Nhưng mà nghĩ lại hả anh. Giờ thì không đi nữa. Mình dừng lại chỗ ngay cái bờ suối to này luôn. Mình mắc giọng tối nay Sang ngủ ở đây.
nhớ nhà vậy anh? Sang với Nhóc Dảnh lay hoay trong rừng này 3-4 ngày rồi. Thà mình đi á, mình biết là ngày nào mình về á, xong cái video mình về á, thì mình đỡ nhớ lắm mọi người. Nhưng mà Sang với Nhóc Dảnh ngày hôm nay đi vào trong rừng này nè, bị lạc, không biết là ngày nào mới kiếm được đường về nhà. Nên nhìn cái cảnh ở chỗ này mọi người xem đi, yên tĩnh tới mức mà mình nhìn đây Sang ngồi Sang nhớ nhà kinh khủng luôn. Sang đi vào trong rừng có nhiều chuyến, Sang đi tận tới 5 ngày 10 ngày Sang không có về, mà không có nhớ bằng cái lúc này. Nhìn cái này nó yên lặng quá. Nhớ thì nhớ nhưng mà cũng phải ráng đi, không biết chừng nào về tới nhà. Về tới nhà thì mình tính sau. Chiều hôm nay thì Sang vừa mới đi chặt được ít đợt mây, cá thì hồi trưa mình đập á, Sang mần sạch sẽ xong rồi bỏ vô nồi, bỏ một ít muối mà Sang mang theo này, với lại là ít bột, còn ít bột ngọt á, bỏ vô, còn ít tiêu vô nữa, rồi mình đổ nước vô mình kho nó lên. Sang không biết gọi cái này là canh hoặc gọi là cái này là kho nữa, mà cứ nấu đại thôi, có sao mình ăn vậy thôi. Chiều hôm nay thì Sang với Nhóc Dảnh không còn gạo để nấu cơm. Còn đây ít đọt mây Sang chặt nè, nướng lên một ít nướng, một ít nấu cá, rồi ăn chống đói thôi. Sáng mai thì còn hai gói mì, mai nấu mì nấu đọt mây ăn nha Dảnh. Xong rồi mình kiếm đường đi về. Ngày mai là ngày thứ tư rồi, hy vọng ngày mai về được nhà. Sang đi vào đây cũng mệt mỏi lắm rồi. Thôi xuống ăn đi Dảnh á, anh tắt lửa xuống ăn đi. Nó còn đũa hả? Mọi người xem cái nồi canh, Sao không biết gọi cái nào là canh hoặc là cá kho nữa. Tại vì Sang mần cá sạch sẽ xong bỏ vô, bỏ đọt mây vô, bỏ muối đường bột ngọt vô, rồi nấu lên như nó ra như thế này. Nhóc Dảnh nó gọi là gì? Găm bọt hả? Găm bọt. Găm bọt có nghĩa là canh thục, canh bồi á mọi người. Giờ thì phải ăn. Chiều nay thì ăn như vậy thôi nè. Bữa đó muốn. Mời tất cả mọi người ăn với Sang nha. Vô rừng thì như vậy thôi. Đây mời tất cả mọi người nha. Cá này gì cũng nữa hả? Ngon lắm. Ngon quá. Mọi người xem con cá Sang nấu này. Nhìn đã ghê không? Hai anh em Sang thì sáng ngày hôm nay mình ăn được miếng cơm, trưa thì ăn được ít đọt mây sống, rồi ngồi bắt cá. Trong chiều nay mình ăn cá với đọt mây. Đồ ăn thì không đi vào rừng không bao giờ thiếu đâu mọi người, nhưng mà mọi người biết không, không có cơm mình chịu không nổi, không có cơm nó khó chịu dữ lắm, bụng rụng hết tay chân. Nhưng mà Sang cố gắng á, là ngày nào ông kiếm, vừa đi vừa kiếm đồ ăn, tại vì Nhóc Dảnh nó còn nhỏ, nhìn đó không được. Mình Sang đi, Sang cố gắng là kiếm đồ ăn. Con này không có đèn pin nữa, đèn pin của Sang thì sắp hết pin rồi mọi người, còn một xíu à, dành lại để quay video cho mọi người xem, hoặc là tối có chuyện cần thiết mới quay, nên không có đi soi đêm được. Chứ ở bờ hồ này mà Sang đi soi đêm chắc chắn là có con này con kia cho Nhóc Dảnh ăn. Sáng mai còn hai gói mì. Sang bóc quá Dảnh, bóc đi. Quay đi, khó quá. Tắt tắt đi bóc luôn. Mà mọi người ăn với Sang đọt mì nướng nha. Khá là đắng mà, nhưng mà ăn đọt mây nó có tinh bột, kiểu như là mình ăn gạo á. Nhưng mà người đi vào đừng đói á, cố gắng là chặt ít đọt mây á mình ăn. Thôi giờ tắt điện thoại anh em sang ăn nha, chứ quay bài thì điện thoại sang cũng gần hết pin rồi. Nãy thì Sang với Nhóc Dảnh vừa mới ăn cơm nước xong, đốt đây một cái đống lửa to nè, để tối nay hai anh em ngủ cho đỡ lạnh nha. Ăn no không Dảnh? No nhưng mà vẫn đi cào ruột phải không? Tại vì mình không có cơm mọi người, dù mình ăn no cỡ nào đi nữa thì cũng cào ruột. Nhưng mà vào rừng này thì mình đang đi lạc nữa, có gì thì mình cố gắng ăn cái đó thôi, cầm cự đến ngày mình trở về. Trở về thì Dảnh muốn ăn cái gì? Cua đồng. Cua đồng hả? Là một mông cua đồng ăn cho đã luôn phải không? Nhóc Dảnh nó cứ nhắc với Sang hoài là về tới nhà thì sẽ bắt thật nhiều cua đồng luôn, luộc lên một cái bột mâm mình chấm với muối tiêu chanh mình ăn. Nó nhắc tới thì thôi Sang cũng thèm mọi người, tại vì mấy bữa nay mình đâu có đầy đủ đồ ăn đâu. Nhưng mà thôi đó là chuyện về nhà ha. Tối nay thì Nhóc Dảnh ngủ bên đây, Sang thì ngủ bên đây.
Bây giờ thì cũng mới là 6 giờ chiều thôi. Nhưng mà mình tắt điện thoại mình ngủ sớm ha. Tại vì Sang để dành đêm để cho ngày mai cái chuyến hành trình của mình tới ngày mai nữa. Ngày mai ngày mốt gì đó, khi nào về tới nhà thì mới biết được. Giờ thì anh ngủ bên đó ha, anh ngủ bên đây. Hai anh em thì giăng cái võng, hai cái võng sát bên nhau. Để tối nay ngủ đây nè, cho đỡ lạnh. Cái mùa này trong rừng thì khá lạnh á. Bây giờ tắt điện thoại ngủ nha. Ngày mai lại tiếp tục cái chuyến hành trình của mình. Vậy anh nghe tiếng gì không? Nghe tiếng cưa. Rõ ràng luôn phải không? Giờ là hết nhầm lẫn rồi. Sáng hôm nay thì có một tin vui làm cho Sang với Dốc Dảnh dậy rất là sớm luôn nha mọi người. Là hai anh em nghe được cái tiếng máy cưa ở khoảng phía bên kia rừng kìa. Đây là cái tiếng động mà sau gần cả 4-5 ngày Sang với Dốc Dảnh bị lạc trong rừng nghe được nha. Nên hai anh em rất là vui. Sáng hôm nay thì còn lại hai gói mì tôm trong ba lô á, Sang móc ra luôn. Nấu chung với ít cá, ít đột mây ngày hôm qua mình còn lại á. Nấu ở trong cái ba lô, trong cái nồi này nè, thành một cái nồi thập cẩm luôn, để cố gắng là hai anh em ăn cho no. Rồi hai anh em sẽ lội cái khoảng suối này nè, đi qua cái khoảng rừng bên kia, mình kiếm xem cái tiếng máy cưa đó ở đâu. Mình ghé vô người ta, mình hỏi đường về nhà, xin một ít gạo, xin một ít cơm. Rồi hy vọng là chiều hôm nay, ngày hôm nay mình về được nhà hả Danh? Chứ hai anh em thì cũng khá là mệt mỏi rồi, cũng không muốn đi thêm một chút nào hết cả mọi người. Dảnh xuống ăn cơm Dảnh ơi, xuống ăn mì đi rồi hai anh em sáng chuẩn bị đi. Còn trước khi đi thì Sang lưu ý với mọi người một điều ha, là mọi người ngủ ở bờ sông bờ suối như Sang với Dốc Dảnh ở trong khoảng rừng sâu như thế này nè, thì ba lô đồ đạc cố gắng là mình máng lên trên cao hết cả. Ngày hôm qua thì tới đây ngủ Sang mệt quá, Sang để cái ba lô dưới đất không kịp máng lên rồi ngủ quên luôn. Xong rồi sáng hôm nay Sang thọt tay vô trong ba lô để lấy cái hai gói mì ra chuẩn bị nấu đồ ăn sáng, thì Sang phát hiện là trong ba lô Sang có con này nè. Xin chào mọi người xem đi. Trong ba lô Sang, con này nó đã ngủ ở trong ba lô từ tối hôm qua tới giờ. Con này ở chỗ Sang gọi là cặp nông. Nông hay nia vậy? Cặp nia hả? Con này ở chỗ Sang gọi là con cặp nia nha mọi người. Phân biệt của nó có hai loại nha. Một loại là một loại đó, đừng chặt Dảnh để anh quay đó. Một loại là trắng đen, một loại là vàng đen. Con trắng đen á, gọi là con cặp nông, còn con vàng đen gọi là con cặp nia. Con này ở chỗ Sang á, người ta gọi là con rắn độc nhất ở trong rừng luôn nha. Hai loại đó con nào cũng độc hết cả, độc hơn cả rắn hổ chúa luôn. Tại vì cái loại này nè, nó sống ở trong rừng sâu, ở những cái chỗ nào mà rừng sâu nó mới có nó nhiều, thì nọc độc nó sẵn đã độc rồi, nhưng mà nó còn trong rừng sâu nữa, khi nó cắn vào trong người mình á thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ cứu được á, tại vì không bao giờ mang kịp ra bệnh viện đi cứu hết cả. Nên đi rừng thì mọi người cố gắng là cẩn thận, là đừng có phá, đừng có đụng tới con này, tại vì con này nó khi thường là nó đi một cặp chứ không bao giờ nó đi một con đâu mọi người, một cặp luôn á. Nó này là nó con đực con cái, nó đi một cặp với nhau thôi. Đập chết một con thì con kia nó cũng kiếm mình, thường là như vậy á. Trong rừng thì người ta cũng không có đập con này đâu, nhưng mà do Sang sáng nó chui vô cái ba lô đây nè, Sang quảng hồn quá cầm nguyên cái ba lô Sang đập xuống thì nó bị chết đi nha. Con này bây giờ nó đã chết rồi, mọi người xem nó này to ghê Dảnh ơi, to khủng khiếp luôn. Chặt đũa hả? Chặt hai cái đũa đi ha, anh em ăn mì tôm đó. Được rồi, bỏ đó bỏ vô được rồi. Nhóc Dảnh thì nó vừa mới đào sang một cái hố đây nè, để hai anh em sẽ chôn cái con rắn cặp cặp nia này ha. Tại vì cái con rắn này mọi người, nó rất là độc ha. Cả cái phần xương phía trong của nó cũng độc. Khi nó chết đi á, mình vô tình mình đi mình dẫm phải cái con rắn này á, cái xương nó đâm vô người mình thì cũng rất là nguy hiểm nha. Nên Sang đào một cái hố chôn nó xuống dưới, lỡ như mà có ai đi vô đây người ta không có phải dẫm trúng phần xương của nó nha. Cho đá lên trên luôn. Ê, đói mấy ngày không có sức cầm một đá luôn vậy. Thôi được rồi. Giờ thì hai anh em Sang lại tiếp tục đi. Đây là cái con suối nhỏ mà ngày hôm qua nó dắt Sang ra tới cái hồ nước to này, cái con suối to ngoài đây nè mọi người, con suối cạn á, nó chảy tới đây thì nó có nước rồi nè. Giờ thì Sang phải tìm cách lội qua con suối này. Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là ngày thứ 5 mà Sang với Dốc Dảnh bị lạc, bị mắc kẹt ở trong rừng mọi người.
Thì ngày hôm qua khi mà hai anh em Sang vừa mới ăn mì tôm xong á, đi theo hướng mấy cưa, tiếng mấy cưa, thì hai anh em kiếm được một cái lán trại của mấy anh chị cô chú làm nghề thợ rừng ở trong rừng. Thì ngày hôm qua mệt quá nên Sang xin nghỉ lại ở cái lán trại này một đêm, được cô chú cho ăn cơm uống nước no nê luôn mọi người. Xong sáng hôm nay ăn thêm một cữ cơm sáng nữa. Sang hỏi cái đường về nhà, có một cái tin vui là Sang với Dốc Dảnh á đã biết đường về nhà rồi nha. Và cái đường này á, hai anh em chỉ cần đi khoảng tầm 3 tiếng rưỡi là mình có thể đi ra khỏi bìa rừng. Nhưng mà chỉ ra khỏi bìa rừng thôi mọi người, còn cái chặng đường về nhà thì khá là xa. Tại vì hổm rày mấy ngày anh em Sang đã đi một cái vòng chữ C, đi vào trong rừng sâu rồi đi ngược ra. Nên cái khoảng cách mà từ cái bìa rừng mà Sang đang đi ra đây nè, về tới nhà là một cái đoạn rất rất là xa luôn nha. Nhưng mà thôi, ra ngoài tới bìa rừng đi, mình xem ngoài đó có sóng điện thoại hay không, mình gọi cho người nhà Sang chạy lên rước. Rước gọi cho mẹ Sang chạy lên rước nè, rồi hai anh em Sang đi về nhà thôi. Thì cũng không sao hết anh. Cơm nước thì mình cũng đã ăn sáng no nê rồi, giờ chỉ cần là dùng hết sức của mình đi thật nhanh ra khỏi bìa rừng rồi mình đi về nhà thôi, chứ Sang cũng ngán trong rừng này lắm rồi. Vẫn ăn gì đó, ăn đùi gà KFC hả? Còn Sang thì đang cầm trên tay một cây xúc xích rất là dài nha mọi người. Thật ra thì Nhóc Dảnh đang ăn cái bắp chuối rừng, còn Sang thì ăn cái lỗi chuối nha. Hai anh em thì đang ăn để cầm cự để đi về tới nhà. Nhưng mà có một cái điều rất là vui là anh em đi nãy giờ đã tìm được một con đường khá là to luôn mọi người. Và cái con đường này thì mọi người thấy không, người ta gom lá tre về đây nè, người ta đốt, nên hai anh em cứ đi theo cái đường này và đi ra bìa rừng thôi. Mở hả? Có trái không? Bông hả? Nè, giờ ăn đùi gà không? Ăn xúc xích không? Nè, ăn đi chống đói. Ra khỏi rừng rồi Dảnh tính ăn bao nhiêu cái đùi gà? Ăn 100 cái luôn ha. Hay là ăn cua đồng? Cua đồng ha, về hai anh em mình sẽ nấu một mâm cua đồng bự ăn nha. Dảnh khỏe chưa? Đỡ mệt chưa? Đỡ rồi hả? Vậy Dảnh đứng lên đi, mình hú rừng một cái, mình tạm biệt rừng rồi mình chuẩn bị đi về nha. Tạm biệt 5 ngày đói nè, 5 ngày khổ. Thì bây giờ hai anh em Sang cuối cùng cũng đã đi thoát ra khỏi cái rừng rồi nha. Rồi Dảnh chuẩn bị 1, 2, 3 mình hú nha. 1, 2, 3. Vang đã thật chứ. Mọi người xem này, cuối cùng thì hai anh em Sang cũng đã đi ra được khỏi cái rừng, cái nơi mà 5 ngày vừa qua mấy anh em Sang đã mệt mỏi, đã cực khổ trong đây. Và Sang cho mọi người xem lại cái khoảng rừng mà anh em bị mắc kẹt, bị lạc trong đây nè. Một khoảng rừng bao la, rộng lớn luôn ha. Nó rộng tới mức mà Sang chỉ nhìn được cái mờ mờ xa xa chỗ này thôi. Và cái chỗ này của Sang á, cách nhà rất là xa luôn. Tại vì anh em Sang đã đi một cái chữ C ra tới đây. Thì hiện tại cái chỗ Sang đang đứng nè, nếu mà đi xe máy theo đường đường ngoài về á, thì nó cách nhà khoảng tầm mấy tiếng đồng hồ luôn. Nên hai anh em Sang bây giờ phải cố gắng là đi ra khoảng hết cái vườn keo chỗ này nữa, kiếm xem có sóng điện thoại hay không, gọi mẹ Sang chạy lên rước, rồi hai anh em mới mới đi về bằng xe. Chứ mà đi bộ về thì chắc không nổi đâu hả anh? Anh cũng hết sức rồi. Thì 5 ngày vừa rồi á, Sang rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi hai anh em Sang. Thì Sang thì cũng không còn sức để quay nữa, với lại là chỉ để lại một ít pin lát gọi cho mẹ, nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang á, mọi người hãy cho Sang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang với nhóm điểm tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Uống cá thiệt đã là về rồi Dảnh ơi. Vàng ghê ha.